Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Cẩm nang du học Mỹ. Thì chúng ta được biết rằng hệ thống giáo dục ở Mỹ hướng tới việc đào tạo học viên một cách toàn diện để thể hiện rõ nét nhất trong cấu trúc chương trình học. Cách phân bổ chương trình học tại Mỹ sẽ giúp cho học viên tiếp cận với những mảng kiến thức khác nhau và thích ứng hòa nhập hơn với cuộc sống và công việc sau này. Và đối với bậc trung học phổ thông tại Mỹ thì thời điểm nào là du học tốt nhất và cách tìm trường như thế nào để tốt nhất, chúng ta hãy cùng gặp gỡ chuyên viên tư vấn du học Mỹ, chị Mỹ Kim sẽ giúp chúng ta trao đổi về vấn đề này. Xin chào chị Kim. Xin chào Như cùng tất cả các bạn. Thì nhiều bậc phụ huynh khi có ý định cho con du học Mỹ bậc trung học phổ thông hay đặt câu hỏi cho Tân Đại Dương rằng thời điểm nào du học bậc trung học phổ thông thì tốt nhất tại Mỹ, chị Kim có thể tư vấn về vấn đề này. Đây hầu như đều là những cái câu hỏi mà hầu như tất cả các bậc phụ huynh lên tư vấn tại Tân Đại Dương thì cũng đang rất là băn khoăn về những cái thời điểm nào hoặc độ tuổi nào mà thích hợp nhất để cho con mình đi du học. Thì nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin trả lời cho các bạn như sau. Thời điểm mà phù hợp nhất để mà đưa ra cái ý định mà cho con em mình đi du học tốt nhất đó là bắt đầu từ lớp 11. Có nghĩa là sau khi học sinh kết thúc năm học lớp 10 tại Việt Nam thì phụ huynh và học sinh nên chuẩn bị hồ sơ sớm nhất có thể trong trường hợp mà cần hỗ trợ thêm ngôn ngữ và những kỳ thi khác để đảm bảo được điều kiện nhập học của con em mình. Và cái điều đầu tiên đó là khi mà tìm trường thì các bạn cần phải xác định là cái người bảo trợ là như thế nào. Thì bạn cần phải khoanh vùng địa điểm chính xác. Thứ hai nữa là bạn cần phải xác định mục tiêu là sau khi tốt nghiệp trung học là bạn làm những gì. Và thứ ba đó là bạn cần phải chọn trường phù hợp với điều kiện và mục tiêu, cũng như là bạn cần sự trợ giúp của các chuyên viên tư vấn. Và thứ tư đó là bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ xin nhập học. Và một điều nữa đó là nếu như các bạn không có người bảo trợ thì các bạn có thể trao đổi với những chuyên viên tư vấn về nguyện vọng cá nhân cũng như sở thích và tiêu chí về môi trường, địa điểm sống cũng như là khả năng tài chính của gia đình mình. Thì khi mà chuyên viên tư vấn nghe xong thì các bạn có thể xác định địa điểm cuối cùng trước khi chọn trường. Và thứ hai nữa là các bạn cần phải xác định mục tiêu cũng như sau khi tốt nghiệp trung học của mình tại Mỹ như thế nào và chọn trường phù hợp với điều kiện mục tiêu cùng với sự trợ giúp của các chuyên viên tư vấn tại Tân Đại Dương. Và Tân Đại Dương cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị thêm hồ sơ xin nhập học tại trường. Và một điều nữa là có rất nhiều bậc phụ huynh băn khoăn đó là họ rất là lo lắng khi mà con em mình phải tự lập khi mà cái độ tuổi này còn nhỏ như vậy. Thì trường hợp thì nếu như mà các em có người bảo trợ là người thân trong gia đình thì cái mối lo ngại của phụ huynh sẽ giảm bớt hơn. Tuy nhiên thì nếu như phụ huynh cũng như các bạn học sinh cũng nên vững tâm hơn khi đi du học bậc trung học theo diện tự túc tại Mỹ, bởi các trường tư thục tại Mỹ thì đều cung cấp những dịch vụ vô cùng chu đáo. Và sau đây thì có thể Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những dịch vụ phổ biến mà các trường tại Mỹ có thể cung cấp cho con em bạn. Thì đầu tiên đó là trường sẽ cũng có dịch vụ là tìm nhà ở gần trường cho các em cũng như là đưa đón các em tại sân bay. Về chi phí sách học, bảo hiểm cho cả năm cũng như là một số trường còn trang bị cả iPad cho học sinh khi đi học và hướng dẫn các em mở tài khoản ngân hàng và những giấy tờ cần thiết. Và cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn về học tập cũng như là cuộc sống cá nhân trong suốt quá trình các em học tại Mỹ. Và mỗi học sinh thì đều có một giám sát viên quan tâm và giúp đỡ từ những vấn đề cơ bản nhất trong học tập cho đến tình cảm cá nhân. Và một điều quan trọng đó là các trường đều có thông báo thường xuyên về kết quả học tập tới gia đình. Và điều tiếp theo đó là các trường cũng sẽ trợ giúp gia đình trong thủ tục xin qua thăm các em tại Mỹ. Và vấn đề này thì các bạn cũng có thể nhờ công ty du học Tân Đại Dương hỗ trợ cho các bạn những thủ tục cũng như là hướng dẫn những câu hỏi trả lời khi phỏng vấn lãnh sự. Và ngoài ra thì trường cũng sẽ cùng các em lên kế hoạch chọn trường đại học cũng như là mục tiêu sau khi tốt nghiệp phổ thông là gì. Và mọi thông tin về hỗ trợ tư vấn giáo dục về Mỹ thì các bạn có thể liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để có được một kế hoạch du học trung học phổ thông tốt nhất và tiết kiệm nhất. Và chị Kim có thể hướng dẫn cách tìm trường khi mà học bậc trung học phổ thông tại Mỹ như thế nào chị? Đầu tiên thì bước đầu thì các bạn có thể truy cập vào những website cần thiết về trung học phổ thông ở Mỹ để tìm hiểu thêm về thông tin chung về các loại trường cũng như là các trường như thế nào. Và bước thứ hai đó là các bạn có thể chọn loại trường. Thì một số trường phù hợp với nhu cầu cũng như sở thích của bạn. Bạn có thể xem xét nhiều yếu tố, nhưng mà để thu hẹp cái khả năng tìm kiếm thì ít nhất đầu tiên thì bạn nên xác định loại trường mà mình dự định là đi học như thế nào. Ví dụ như là trường nội trú nè, hoặc là trường không nội trú, hoặc là trường chỉ toàn sinh viên nam, hoặc là trường chỉ toàn là nữ không.
hoặc là nếu như mà có nhiều một số trường cũng sẽ có là trường chuyên về tôn giáo hoặc là quân đội, thì quan trọng như thế nào đối với bạn, thì các bạn hãy lưu ý trong quá trình chọn lọc những cái ý sơ bộ này. Và bước thứ ba thì các bạn phải vào website của từng trường để tìm hiểu thông tin, và các bạn có thể xem một admissions để nắm bắt thêm yêu cầu tuyển sinh của trường, cũng như là hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế hoặc là các kỳ thi chuẩn hóa bắt buộc vân vân. Và các mốc thời gian quan trọng trong quá trình nộp hồ sơ là như thế nào. Và bạn cũng có thể yêu cầu Fieldbook và hồ sơ nhập học từ website của trường. Và bước thứ tư đó là các bạn có thể chọn danh sách những cái trường mà bạn hy vọng muốn nộp đơn vào. Và Tâm Đại Dương hy vọng rằng những chia sẻ này có thể giúp cho các bậc phụ huynh, giúp cho con em mình du học Mỹ bậc này một cách tốt nhất. Và mọi thắc mắc về thủ tục du học, chọn trường, hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam Tâm Đại Dương, qua số điện thoại là 083-848-4879, hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ quận 1, quận 5 hoặc là thành phố biển Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại!